Chào đón anh chị em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay tiếp tục các cái video test và giới thiệu đến anh em. Hôm nay em tiếp tục tiếp thị đến anh em một em âm ly Pure SA7600 về trong tình trạng đẹp xuất sắc anh em nhé. Em này thì có kích thước ngang là 42, cao 15, sâu 28, cả các cái núm và chạm loa. Máy chạy điện 100 và có công suất tiêu thụ là 120W anh em nhé. Chơi được hai cầu loa AB và A cộng B. Rất là nhiều các cái tổ hợp và kết nối đồ vào, gồm 3 đường và 1 đường tép là 4 đường tất cả. Và lăng này. Em này thì chạy 4 sò xanh đen, cho chất âm rất là mượt và giá lại rất là hợp lý anh em nhé. Em này thì về trong tình trạng là đẹp xuất sắc, gần như là không có một điểm trừ anh em nhé. Anh em nhìn thấy không ạ? Rất đẹp, màu rất là trắng anh em nhé. Giá sản phẩm này thì bên em đang bán ra với giá là 4.500.000 anh em nhé. Tất cả các sản phẩm em bán ra em đều bảo hành miễn phí cho anh em 3 tháng sử dụng, trừ rơi vỡ và sét đánh và cắm dây điện là bên em không hỗ trợ được kỹ thuật. Còn mọi về mặt kỹ thuật thì bên em hỗ trợ cho anh em đến 3 tháng để anh em trải nghiệm. Ngoài cái việc bên em bán hàng ra thì bên em còn nhận sửa chữa lại để cho một số các anh em thợ cũng như là các bác khách lẻ tiêu dùng về các cái thiết bị như âm ly, vang số, lọc xì, men đẩy, băng cối và âm ly đèn anh em nhé. Nếu như anh em nào mà có nhu cầu sửa chữa các cái thiết bị audio thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại này cũng được. Và một số nữa là 0985 650220 anh em nhé. Anh em nào mà rỗi thì có thể qua kênh sửa âm ly chuyên nghiệp và gõ sửa âm ly chuyên nghiệp 0985650220 lên để đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em nhé. Quay trở lại với sản phẩm âm ly Pure 7600 trơn này thì bên em đang có sẵn cả 7600 25 mã lẫn tuner nhé. Em bán lẻ. Em này là 4.500.000, tuner là 1.200.000. Đấy, nếu như anh em nào lấy cả cặp nhé thì là 5.500.000 cả bộ. Còn riêng em âm đi 7600 mắc đôi thì bên em bán ra là 5.500.000. Ngoài các cái mã Pure 7600 này thì bên em cũng vẫn có sẵn 7400 giá 4.000.000, 8.900 giá 5.000.000. Đấy, và 8.900 25 mã giá trên 8.000.000 anh em nhé. 7.900, 7.700, khá nhiều các loại em đi trắng đấy ạ. Bên dưới là một em Omni Pure 8.800, người ta có một anh thợ ở bên Gia Lâm đặt nên là em không giới thiệu đến với anh em. Còn bên dưới nữa đây là một em Omni 7.700, em xin được 7.825 ạ. 7.800, 7.800, 25 ạ em đều có nhé. Máy cực đẹp luôn. Bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đặt hàng giúp em qua số điện thoại là 0981 956 486. Đèn vu rất là đều anh em ạ. Dàn núm thì cực kỳ đẹp. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Đừng quên like và nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em ạ. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin phép tạm dừng video tại đây. Chào các bác.